bạn bị ho liên tục, nhiều lúc ho dữ dội mà không hiểu lý do vì sao. Nếu không phải vì cảm cúm hay viêm họng mà ho còn kèm theo các biểu hiện khác như ợ hơi, ợ chua, nóng dạ dày thì chắc chắn bạn đang bị ho do trào ngược dạ dày. Tại sao trào ngược dạ dày lại gây ho và ho dữ dội? Hãy tìm hiểu bằng cách theo dõi hết video nhé! Trước tiên cần hiểu rõ bệnh trào ngược dạ dày thực quản là gì. Theo bác sĩ Đồng Xuân Hà, khoa khám bệnh và nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long, bệnh trào ngược dạ dày thực quản được nghiên cứu là tình trạng xảy ra khi vòng cơ nằm ở ranh giới giữa thực quản và dạ dày yếu đi hoặc gặp phải điều kiện bất ổn, tạo thuận lợi cho dịch dạ dày chảy vào thực quản. Lúc này người bệnh sẽ có cảm giác nóng rát ở ngực hay ợ nóng, ợ chua, thường là sau khi ăn, nặng hơn vào ban đêm, đau ngực, khó nuốt, ho nhiều, thậm chí là ho dữ dội. Trào ngược dạ dày thường diễn biến âm thầm và kéo dài nên nhiều người thường rất chủ quan. Tuy nhiên, trào ngược dạ dày thực quản có thể tiến triển và để lại những tổn thương không thể phục hồi nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời. Ho do trào ngược dạ dày thực quản thường là ho khan và thường dữ dội hơn khi thay đổi tư thế, khi ăn xong hoặc vào ban đêm. Bác sĩ Đặng Xuân Cường, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng cho biết, trào ngược dạ dày gây ho và ho dữ dội là do hai cơ chế. Cơ chế đầu tiên, ho được cho là một hành động phản xạ lại khi có sự gia tăng axit từ dạ dày đi vào thực quản nhằm bảo vệ đường thở của chúng ta. Cơ chế thứ hai là trường hợp dịch trào ngược di chuyển lên và ra khỏi thực quản. Những giọt nhỏ axit dạ dày rơi vào cổ họng, kích thích gây ra ho. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra có khoảng 25% số người bị trào ngược dạ dày gặp phải triệu chứng ho dai dẳng. Họ sẽ cảm thấy nóng rát ở phần giữa ngực và phía sau xương ức. Biểu hiện này xuất hiện từ vùng thượng vị, sau đó lan từ từ lên cổ. Nếu không biết cách xử lý trào ngược dạ dày kịp thời, sẽ dẫn tới hiện tượng ho mãn tính rất khó chữa trị và gặp phải nhiều biến chứng khác. Khi đã biết lý do vì sao trào ngược dạ dày lại gây ho dữ dội, thì việc cần làm đầu tiên là phải hạn chế tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Dưới đây là một số cách khắc phục tình trạng trào ngược dạ dày đã và đang được nhiều người áp dụng. Ăn uống khoa học. Nên ăn đủ 3 bữa, ăn đúng giờ, ăn chậm, nhai kỹ, tuyệt đối không vận động mạnh sau khi ăn, không để bụng quá đói hoặc ăn quá no. Tránh căng thẳng, lo lắng. Cần cân bằng giữa công việc và gia đình, không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân gây căng thẳng và dành nhiều thời gian thư giãn thoải mái. Tập luyện thể dục. Luyện tập thể dục thể thao đều đặn để tăng sức đề kháng, duy trì trọng lượng cơ thể một cách hợp lý. Mặc quần áo thoải mái. Không nên mặc quần áo quá chật để tránh gây tác động lên vùng bụng. Kê cao đầu giường. Việc nâng đầu giường khoảng 35cm giúp làm giảm lượng axit vào thực quản đối với người hay trào ngược dạ dày vào ban đêm. Không nên nằm xuống ngay sau hoặc trong bữa ăn. Không nên sử dụng các thực phẩm và đồ uống gây trào ngược dạ dày thực quản như rượu, caffeine, sô-cô-la, cam quýt, thức ăn dầu mùi vị như chua, cay, nhiều dầu mỡ. Nếu bạn có biểu hiện ho liên tục hoặc ho dữ dội do trào ngược dạ dày, hãy đến các chuyên khoa tiêu hóa để được khám, tư vấn và điều trị nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.